Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lại giãy nảy lên. Giời ơi là giời, ôi giời ơi là giời, đây đây. À, tôi dùng cái báo Việt Nam để cho bà con dễ theo dõi nha bà con. À, chứ còn thí dụ như nếu mà dùng tư liệu thì tôi có thể đọc tiếng Anh, tôi đọc báo tiếng Anh thì tôi tra từ điển rất là ít, nhưng mà dùng báo Việt Nam để cho bà con dễ theo dõi. Một chiến hạm Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan hôm mùng 8 tháng 5, chưa đầy 2 tuần trước khi tân lãnh đạo Đài Loan nhậm chức. À, cú này làm cho là bác tập là lòng lộn lên hao. Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Hay-si thuộc lớp Anley Booker đã thực hiện chuyến quá cảnh eo biển Đài Loan thường lệ trong ngày mùng 8 tháng 5 qua vùng biển nơi các quyền tự do hàng hải và hàng không trên biển được áp dụng phù hợp với luật pháp quốc tế, theo Reuters. Tất nhiên bà con hình dung thì khi kia nếu như mà Đài Loan ấy, mà thuộc Trung Quốc ấy, thì cái khoảng giữa Đài Loan và Trung Quốc thì là thuộc về Trung Quốc, hiểu không? Đó. Bởi vì Đài Loan là hòn đảo mà, thì khoảng giữa hòn đảo và đất liền thì là đấy là cái biển của Trung Quốc. Nhưng mà vì Đài Loan là không thuộc Trung Quốc. Đấy, do đó cái khoảng biển giữa đấy nó trở thành hải phận quốc tế. Do đó dù ít hải phận quốc tế dù ít nhưng mà vẫn có đủ để cho tàu bè là nó đi ngang qua. Do đó là tàu Mỹ nó cứ đi qua chỗ đó, đi qua chỗ đó thì anh Trung Quốc là anh lồng lộn lên. Anh bảo tại sao mày là đi ngang qua sân qua nhà tao? Bởi vì tao đâu có công nhận là coi như là Trung Đài Loan là nước độc lập đâu mà có cái khoảng là của quốc tế. Đâu để tôi mở cái bản đồ ra cho bà con xem nha. Đó đó đó, đây đây đây, bà con thấy không? À, bên này là Trung Quốc ha, còn bên này là Đài Loan ha. Thì có phải nếu như mà Đài Loan và Trung Quốc nếu là một á thì cái chỗ đó là thuộc thuộc cái chỗ là của ảnh, đúng không? Nhưng mà bây giờ chia đôi ra thì theo cái quy định của quốc tế thì cái khoảng giữa đó nó còn một khoảng là hải phận quốc tế đó, thì coi như là tàu chiến Mỹ đi ngang qua thì anh Trung Quốc ảnh nổi giận đùng đùng thôi. Cái này cũng vui, cái này vui này, rồi tiếp coi như là đó. Thấy không? Đó. À. Trong khi đó, quân đội Trung Quốc tuyên bố họ đã cử lực lượng hải quân và không quân theo dõi. À, anh chỉ biết theo dõi thôi. Theo dõi thôi chứ làm gì nhau. Thấy không? Đó. Cảnh báo tàu chiến Mỹ trong suốt hành trình và xử lý theo luật pháp và quy định. Binh sĩ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết. Ừ, kiên quyết. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực. Chiến khu Đông Bộ của Trung Quốc nhấn mạnh trong một tuyên bố. Nhưng mà Mỹ cũng vui. Ảnh là coi như là ảnh chọc tức Đài Loan thôi, là chọc tức Trung Quốc thôi, cứ cái chỗ đó. Chỗ đó ảnh cứ đem tàu chiến là ảnh đi vô cái chỗ đó ảnh đi miết thôi. Thì phía Đài Loan thì là coi như là ảnh kêu là cái phía chỗ Đài Loan, thấy không? Một nửa, thấy không? Cứ lấy cái luật quốc tế ra mà là đo thôi, chứ đâu phải là của anh Trung Quốc là hoàn toàn đâu. Thậm chí tàu chiến Mỹ có thể rằng là đi sát qua bên đảo Đài Loan hoặc là cập cập đảo lại Đài Loan luôn. Thì anh Trung Quốc ảnh ảnh là coi như là ảnh bức xúc.
mà cứ làm hoài vậy thôi. À, cứ lâu lâu là đi thôi, thấy không? Đó. Thấy không? Đây. Cho nên cái vụ này cũng 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 vui, cũng rất là vui. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay tàu chiến Mỹ đã đi về phía nam qua eo biển Đài Loan và lực lượng Đài Loan đã theo dõi tình hình nhưng không thấy điều gì bất thường. À, tức anh kia anh dọa vậy thôi, anh Trung Quốc anh dọa vậy thôi chứ anh có biết cái gì đâu, anh có dám làm cái gì đâu, thấy không? Tuy nhiên theo Reuters, thời điểm tàu USS Hanshin đi qua eo biển Đài Loan cực kỳ nhạy cảm vì sự kiện này diễn ra trước lễ làm nhậm chức của lãnh đạo đắc cử Đài Loan Lại Thanh Đức. À, đấy. Ông Lại hiện là phó lãnh đạo Đài Loan đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng bị từ chối vì ông có lập trường ủng hộ độc lập chính thức cho Đài Loan. À, nhưng Trung Quốc xem Đài Loan một phần lãnh thổ không thể tách rời và không thể loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất nếu cần. Đây. Như vậy lãnh đạo Đài Loan kỳ này là ngon quá rồi hả? Kỳ này rất là ngon rồi. Đài Loan đang trong tình trạng cảnh giác trước bất kỳ cuộc diễn tập quân sự nào của Trung Quốc quanh hòn đảo này trước và sau lễ nhậm chức của ông Lại. Theo Reuters, trong 4 năm qua, quân đội Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động xung quanh Đài Loan như điều động máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Đây chúng ta trở lại đây. Đường trung tuyến này đó 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 chỗ gạch 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 đó là đường trung tuyến đó bà con. Thấy không? Đó. Đây là đường trung tuyến này. Ha. À. Kiểu như đường phân chia đó. À. Sáng nay mùng 9 tháng 5, trong báo cáo hàng ngày về các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong 24 giờ trước đó, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay họ đã phát hiện 4 máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến bay gần quần đảo Bần Hồ thuộc Đài Loan, nơi có một căn cứ không quân lớn, theo Reuters. Đó. Như vậy rằng là anh Trung Quốc anh đem máy bay của ra anh ra là anh vờn vờn chưa? Anh này thì cũng chuyên đề vờn thôi. À, chứ tôi nói đố dám thả xuống Đài Loan một quả bom xem là thế nào. À, đố dám thấy không? Coi thử tuyên bố thì cho hung hăng vậy chứ coi thử thả xuống đi một quả là coi thử biết liền thấy không? Đó. Còn bên kia thì Đài Loan thì coi như là bây giờ có lãnh đạo như vậy là quá ok rồi bà con. Lãnh đạo như vậy là cực kỳ là ok rồi. À, coi như gần nhậm chức rồi. Mà lên nhậm chức nữa thôi là phải nói rằng là vững như bàn thạch sao? Đó.